Sáng ngày 29 tháng 11, Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết Tật Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật mùng 3 tháng 12. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết Tật Việt Nam, đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Isaac Bazan tại Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và hơn 300 người khuyết tật tiêu biểu. Thông điệp của năm nay là trao quyền cho người khuyết tật, đảm bảo sự hòa nhập và bình đẳng. Tại Việt Nam, việc thực hiện các quyền cơ bản của người khuyết tật đã chuyển dần từ trợ giúp nhân đạo sang trợ giúp phát triển. Đây cũng là một trong những mục tiêu của Việt Nam trong việc thực hiện chương trình phát triển bền vững 2030 để không ai bị bỏ lại phía sau.